Xin kính chào quý thầy cô. Dưới đây là bản demo giáo án PowerPoint môn toán lớp 6 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Bản giáo án PowerPoint này do các thầy cô của Tech 12 giờ kết hợp với kênh giáo viên cùng biên soạn. Giáo án PowerPoint hay còn gọi là giáo án trình chiếu, giáo án điện tử. Xin kính mời thầy cô cùng tham khảo. Trên đây là giáo án PowerPoint bài 1 tập hợp những bài còn lại trong chương trình môn toán lớp 6 bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống đều được soạn chi tiết và đầy đủ theo mẫu như trên. Với tiêu chí hiện đại, đẹp mắt, nhất định giáo án sẽ tạo được sự hứng thú học tập cho học sinh. Để soạn được giáo án PowerPoint này, nhóm giáo viên phải mất rất nhiều thời gian và công sức, do vậy giáo án có mất phí. Ngoài ra, chúng tôi có đầy đủ giáo án PowerPoint các môn của những bộ sách Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo và Cánh diều. Nếu quý thầy cô quan tâm, vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây.